đội tuyển U22 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trong SEA Games 32. Dù không giành chiến thắng, nhưng các cầu thủ đã học được bài học quý giá và tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn trong tương lai. Trận đấu diễn ra với sự cố gắng của các cầu thủ, nhưng các sai lầm đã xảy ra do tính chất quyết định của trận đấu và độ tuổi trẻ của đội. Việt Nam đã nhận 3 bàn thua, trong đó hai bàn đến từ tình huống ném biên và một bàn phản lưới nhà của Indonesia. Mặc dù không thắng, nhưng trận đấu này đã giúp các cầu thủ U22 Việt Nam trưởng thành và hướng đến tương lai tươi sáng hơn.